Khỏi đợi con ơi. Ra cái vô à. Dạ. Cái quy trình là đổi xe máy. Hẻ cũ. Sang hẻ mới. Hẻ mới rồi. Đây. Rồi cứ lên. Đây. Đúng quy trình nhé. À, từ từ để hoành vô. Đúng dữ. Không? Không, không. Leo ô tô, ô tô đi ra. Trời mưa rồi. Chứ gặp lại với bài gì đó. Chứ gặp lại. Hẻ mới, hẻ mới. Đi ra xe. Thì hiện tại hôm nay là ngày mấy ta? 27 phải không? 27 tháng 10 2022. Thì chưa có hẻ xe. Gặp tiếp, Xin chào. Xin chào, từ từ lại. Xin chào. Đợi kia mới nghe. Hello. Hello. Mà chưa có hẻ xe này mà thôi về xài bình thường hết à? Hồi về với tại mai mới có, mới làm sáng là có hai xe máy mà. Ok rồi. Trời. Lâu quá không được đi chơi. Lâu quá. Để giết vào đống bụi luôn. Rửa sạch sẽ. Thì thôi không phải đi, chứ đi bộ mình đi xe máy thì nên ướt mình sao. Bây giờ mình đi xe hơi sao. Ướt mình là mình đi mẹ mua. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.